Xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Đấu Phá Thương Khung phần 6 tập 121. Ở cuối tập trước, sau khi Cổ Nguyên nói xong, nhìn thấy Tiêu Viêm có chút thất vọng ánh mắt. Liền sờ lên giữa ngón tay nạp giới, quang mang lóe lên phía dưới, tại Cổ Nguyên trong tay xuất hiện một khối vải vóc. Phía trên vẽ lấy một cái 10 phần tươi sáng đồ án. Một cái huyết hồng đầu lâu, 4 đầu xiềng xích quán xuyên khô lâu đầu, phi thường bắt mắt này. Cũng cực kỳ giống đã từng hồn tộc, lấy liên khóa nhân hồn phách. Mặc dù lúc ấy phát hiện không nhiều, nhưng là về sau tại cổ tộc người trên thi thể, thông qua siêu hồn, đạt được cái này đồ án. Đây cũng là ta duy nhất đạt được tin tức, chẳng biết đối với ngươi có thể có chỗ trợ giúp. Cổ Nguyên nói, liền đem vẽ lấy đồ án vải vóc giao cho Tiêu Viêm trên tay. Tiêu Viêm nhìn xem cái này đồ án, cẩn thận nhớ lại, tại Đấu Đế Đại Lục phải chăng có nhìn thấy qua, hồi ức một trận về sau. Tiêu Viêm dám xác định cái này đồ án tuyệt không phải đến từ Đấu Đế Đại Lục, mà bây giờ Đấu Khí Đại Lục tuy có 7 lục 3 biển, nhưng tuyệt không mạnh như vậy người. Vậy nói rõ, cứ đi hồn thiên đế hẳn là đến tự khác rồi không? Lão sư, ngươi cũng đã biết cái này đồ án sao là sao? Tiêu Viêm tự nhiên đem ý nghĩ đánh tới Trạm lão trên thân, bởi vì trừ Đấu Khí Đại Lục cùng Đấu Đế Đại Lục bên ngoài giới không, nơi này chỉ có Trạm lão có thể biết được. Đợi Tiêu Viêm hỏi thăm sau một lát, Trạm lão thanh âm vẫn là chậm rãi vang lên. Cái này đồ án vẽ cũng không hoàn toàn, nhưng là có thể miễn cưỡng nhìn ra được, đây cũng là Vạn Ma Điện tiêu chí. Trạm lão nghe vậy, chính là mở miệng hồi đáp. Vạn Ma Điện, tên cái thế lực này Tiêu Viêm ngược lại là chưa từng nghe nói qua. Nghe danh tự tựa hồ cùng ma tộc có quan hệ, là cùng ma tộc có quan hệ sao? Cũng không phải, cái này Vạn Ma Điện cũng không phải là giới không, là xây dựng ở Hư Vô Hải bên trong độc lập tồn tại một cái mịt mờ thế lực. Bọn hắn thế lực cực mạnh, bởi vì bọn hắn thích thu nạp từng cái giới không điên dại. Đem những này điên dại bồi dưỡng thành càng mạnh điên dại, liền ngay cả Đấu Thần Liên Minh cũng lấy nó không có chiêu. Trạm lão lên tiếng lần nữa, Tiêu Viêm nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu như hồn thiên đế bị Vạn Ma Điện cứu đi, đúng như Trạm lão nói, đem hồn thiên đế lại lần nữa bồi dưỡng. Hồn thiên đế như vậy khát máu điên dại tính cách, chỉ sợ chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn sẽ lại lần nữa biến thành một cái khát máu người điên. Nếu là hắn còn nhớ rõ lên Đấu Khí Đại Lục, toàn bộ đại lục đều sẽ gặp nạn. Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn nhìn xem Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ bộ dáng, đợi Tiêu Viêm nửa ngày. Tiêu Viêm cũng chưa từng mở miệng nói chuyện, chính là nhịn không được dò hỏi. Làm sao vậy, ngươi có thể nhận biết cái này đồ án? Cổ Nguyên mở miệng hỏi thăm, Tiêu Viêm cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Việc này hắn không biết nên giảng không nên giảng, nếu là nói ra, sợ gây được lòng người bàng hoàng. Nhưng nếu là không giảng, Đấu Khí Đại Lục từ đầu đến cuối ở vào một cái an nhàn trạng thái. Đến lúc đó như hồn thiên đế lại lần nữa ngóc đầu trở lại, Đấu Khí Đại Lục liền sẽ là một tràng tai nạn. Tiêu Viêm cân nhắc một chút, vẫn là quyết định báo cho đám người, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện vẫn là phải tốt một chút. Vẽ cái này đồ án thế lực tên là Vạn Ma Điện, Vạn Ma Điện chuyên môn bắt từng cái giới không điên dại người, sau đó đem bồi dưỡng. Hồn thiên đế thực lực không thể phủ nhận, hắn chấp nhất cùng khát máu, nếu là thật sự đem bồi dưỡng, chỉ sợ. Tiêu Viêm nói tới chỗ này, Trúc Khôn, Cổ Nguyên cùng Tiêu Chiến đều hít một hơi lãnh khí. Tiêu Viêm giờ phút này vạn phần hối hận, lúc ấy đúng là không có đem hồn thiên đế trực tiếp giết chết, lưu sau đó hoạn. Đối với Đấu Khí Đại Lục là một cái uy hiếp cực lớn, bất quá tạm thời không cần lo lắng, hồn thiên đế nguyên khí đại thương, nếu muốn khôi phục, chỉ sợ không có mấy trăm năm là không thể nào, cho dù là hồn thiên đế được để khôi phục, cũng không thể nào là ta đối thủ. Chỉ bất quá, phía sau hắn Vạn Ma Điện cái thế lực này nếu là ra tay giúp đỡ, cái kia liền không nói được rồi. Tiêu Viêm lại lần nữa nói, sau khi nói xong, Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên sắc mặt đều là âm trầm xuống. Bọn hắn biết được, Tiêu Viêm mặc dù nói hời hợt, nhưng là có thể phỏng đoán. Chuyện này thật một khi bộc phát, Đấu Khí Đại Lục tất nhiên sẽ nghênh đón một trận ác chiến. Xem ra, nhất định phải tại Đấu Khí Đại Lục bồi dưỡng được một nhóm cường giả mới được. Không người nếu như một khi khai chiến, Đấu Khí Đại Lục chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Cổ Nguyên thở dài một hơi chậm rãi nói, bây giờ Đấu Khí Đại Lục đã từ một khối đại lục gia tăng thành 7 lục 3 biển. Diện tích so trước kia lớn gấp 10, nhân khẩu số lượng tự nhiên cũng là bạo tăng. Tuy nói đại lục khác bên trên bình quân thực lực tương đối kém, nhưng nếu là tiến hành mời chào, lấy học viện tình thế, tất nhiên sẽ đạt được một nhóm thiên phú tu luyện không kém tiểu bối, tiến hành bồi dưỡng, biến đem sẽ trở thành Đấu Khí Đại Lục tương lai trụ cột vững vàng. Như thế rất tốt. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, vì Đấu Khí Đại Lục về sau, thành lập một cái học viện là không thể tốt hơn quyết sách. Viễn cổ 8 tộc, Tiêu tộc, Cổ tộc, Hồn tộc, Viêm tộc, Dược tộc, Lôi tộc, Hồn tộc tự nhiên không tính. Thạch tộc cùng Linh tộc bị Hồn tộc tiêu diệt, sở dĩ chỉ có 4 tộc, ta hy vọng thành lập cái này học viện từ 4 tộc cộng đồng thành lập. Đương nhiên, Trúc Khôn tiền bối, Long tộc phải chăng cũng nguyện ý tham dự trong đó? Tiêu Viêm lên tiếng lần nữa, hắn ra mặt an bài tự nhiên là không thể tốt hơn, lấy uy vọng của hắn, đủ để khiến toàn bộ Đấu Khí Đại Lục vì đó sôi trào. Long tộc từ trước đến nay không thích phân tranh, sở dĩ Tiêu Viêm vẫn lễ phép đi trưng cầu một chút Trúc Khôn ý kiến. Việc này liên quan đến đấu khí đại lục tương lai an nguy, ta Long tộc dù không thích phân tranh, nhưng vì mọi người vì mảnh này giới không, Long tộc tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, học viện cũng coi như Long tộc một phần. Trúc Khôn nghe vậy, chính là nghiêm túc gật đầu nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là cười một tiếng. Long tộc nội tình thâm hậu, có sự gia nhập của bọn nó, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Học viện sự tình liền như thế định ra, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền thông chi cái khác mấy tộc. Tiêu Viêm nói khẽ, Cổ Nguyên gật gật đầu, chính là lập tức phát ra tin tức, thông chi cái khác mấy tộc bây giờ tộc trưởng, cấp tốc tiến về Tiêu tộc. Thành lập học viện một chuyện, Tiêu tộc có thể toàn quyền xử lý. Ở một bên không thế nào mở miệng Tiêu Chiến nói, Tiêu tộc bây giờ có thể nói là tài đại khí thô bốn chữ này để hình dung. Tiêu thi đấu trong tộc lên cái khác mấy tộc phát triển tự nhiên muốn tốt hơn nhiều. Nhưng Cổ tộc cùng Long tộc, theo Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên đột phá đấu đế về sau, huyết mạch kích hoạt, tộc nhân cũng là càng đổi càng mạnh, bất quá so với Tiêu tộc còn là xa xa không kịp. Vậy liền làm phiền Tiêu tộc trưởng phí tâm. Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên hai người cũng không có trì hoãn, thành lập học viện. Tiêu tộc tự nhiên là lựa chọn thích hợp nhất, Tiêu tộc tộc nhân đông đảo, môn hạ đệ tử vô số. Lấy Tiêu tộc làm hòn đá tảng, Tiêu Viêm làm học viện chiêu bài, kể từ đó, học viện tạo dựng lên sẽ càng thêm thuận lợi. Giây lát về sau, Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn cùng Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh chính là dẫn đầu đến Tiêu phủ. Đi vào Tiêu phủ đại sảnh bên trong, Viêm Tẫn cùng Lôi Doanh đều là cung kính ôm quyền cúi đầu. Bây giờ Tiêu Viêm thực lực đã sớm vượt qua bọn hắn nhận biết phạm vi, dạng này cường giả, giơ tay nhấc chân ở giữa, chính là có thể tùy tiện quyết định bọn hắn tồn vong của gia tộc, sở dĩ không dám có nửa điểm lãnh đạm. Viêm Tẫn tộc trưởng, Lôi Doanh tộc trưởng, nhị vị mời ngồi. Tiêu Chiến đứng dậy, cũng là ôm quyền đáp lễ, hai người nhẹ nhàng cười một tiếng nhẹ gật đầu. Tiêu Viêm ánh mắt từ trên thân hai người dò xét mà qua, ánh mắt hơi bình thản. Mà như vậy dạng bình thản ánh mắt, lại là khiến hai trong lòng người một sợ. Phảng phất ở trong mắt Tiêu Viêm, bọn hắn ngay cả một tia phản kháng thực lực đều không có. Nhị vị tộc trưởng, đã lâu không gặp. Tiêu Viêm cũng là mỉm cười, cùng hồn tộc đại chiến thời điểm, hai vị tộc trưởng cũng không ít xuất lực, đến mức hai người chỗ cảm nhận được lực áp bách, Tiêu Viêm vẫn chưa cố ý phóng thích mà ra, kia là Tiêu Viêm trên thân bây giờ tự mang khí chất. Bất quá theo Tiêu Viêm hòa hoãn tiếu dung, dạng này cảm giác áp bách cũng dần dần nhạt đi. Bây giờ Tiêu Viêm, huynh, chỉ sợ đã đạt đến chúng ta không cách nào với tới trình độ đi. Viêm Tẫn cùng Lôi Doanh chẳng biết như thế nào đi xưng hô Tiêu Viêm, Tiêu Viêm coi như còn tính là bọn hắn tiểu bối. Nhưng là tại thực lực này vi tôn thế giới, Tiêu Viêm bây giờ trong mắt bọn họ chính là thần chỉ giống như tồn tại. Cảm giác chỉ có thể đem làm gọi nhau huynh đệ tựa hồ hơi phù hợp một chút. Ha ha, Viêm tộc trưởng nói đùa, ta chỉ bất quá vận khí tốt tiến bộ hơi nhanh hơn một chút. Chỉ cần đấu khí đại lục có đầy đủ đế chi nguyên khí, các ngươi cũng nhất định sẽ từ từ đuổi tới. Tiêu Viêm ngược lại là khiêm tốn cười một tiếng, lời nói này chính là chấp nhận Viêm Tẫn lời nói. Bây giờ Tiêu Viêm thực lực, tại cái này trên đấu khí đại lục tự nhiên là phiên vân phúc vũ. Đang khi nói chuyện, dược tộc cũng là cuối cùng đến đây, một trung niên bộ dáng nam tử, lẫn nhau hàn huyên một chút. Từ Trúc Khôn nói rõ với Cổ Nguyên lần này đem bọn hắn đến đây nguyên do. Các đại gia tộc cộng đồng thành lập một cái học viện. Mấy cái tộc trưởng chính là cùng kêu lên hoảng sợ nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, liền lại lần nữa đem vì sao thành lập cái này học viện nguyên do nói rõ. Tiêu Viêm giải thích về sau, mọi người mặt ngưng trọng, nhất thời cũng nghĩ không ra cái khác biện pháp tốt. Cũng chỉ có biện pháp này là hữu hiệu nhất biện pháp khả thi, cái này liên quan đến đấu khí đại lục tương lai an nguy vấn đề. Mấy vị tộc trưởng tự nhiên sẽ hiểu nó trọng yếu tính, giờ phút này không phải mưu tư lợi nhỏ thời điểm, đồng ý thành lập học viện một chuyện. Cái này học viện, liền gọi Vô Úy học viện đi. Tiêu Viêm suy tư một chút, chính là chậm rãi mở miệng, hắn Phương Chu tên là Không Sợ. Chiến đội cũng tên là Không Sợ, mà học viện, Tiêu Viêm cũng quyết định mệnh danh là Không Sợ. Không Sợ chỉ là đơn giản hai chữ, lại là đại biểu một loại không sợ tinh thần cùng thái độ. Nghĩ đến các vị tiền bối hẳn là có thể hiểu ra hai chữ này ý tứ, sông cá sẽ đi ngược dòng nước, cá chết mới có thể nước chảy bèo trôi. Tiêu Viêm mỉm cười mở miệng, lời nói mới ra chính là một loại cường đại sức cuốn hút, khiến bên trong đại sảnh mỗi người cũng vì đó chấn động. Tiêu Viêm nhưng không biết, hắn câu nói này, tại rất nhiều năm về sau, tại Vô Úy học viện bên trong lưu truyền rộng rãi. Vô số người lấy này khích lệ chính mình, đem Tiêu Viêm xem làm gương, lấy Tiêu Viêm làm mục tiêu đi tới. Vô Úy học viện, hảo hảo, cái tên này, không sai, lão phu thích. Trúc Khôn cười lớn, chúng vì tộc trưởng cười khẽ gật đầu. Tiêu tộc rất nhanh liền bắt đầu tu kiến học viện làm việc, mà học viện chiêu sinh cũng là lập tức bắt đầu triển khai, tin tức một khi truyền ra, chính là chấn kinh toàn bộ bảy lục ba biển, báo danh người càng là người đông nghỉ nghịt. Đứng tại Tiêu tộc cao nhất địa phương, quan sát toàn bộ Trung Châu, phun trào dòng người, thành ngàn thành vạn. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đứng tại Tiêu Viêm bên cạnh, nhìn xem phiến đại lục này. Tiêu Viêm đối với mình hai đứa bé nhẹ nhàng mở miệng, hắn biết được Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm, bây giờ chính là mảnh này giới không giới chủ. Phần này trách nhiệm cùng gánh nặng, bọn hắn nhất định phải chống đỡ. Mảnh này giới không tương lai là thuộc cho các ngươi, nó cũng cần các ngươi đến thủ hộ. Phụ thân, Yên tâm đi, chúng ta có lòng tin có thể làm tốt nhất. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đều là kiên định gật đầu, đáp ứng Tiêu Viêm nói. Qua chút thời gian, ta cũng muốn rời đi. Phụ thân lại muốn rời đi sao? Chiến đấu còn xa xa không có kết thúc, nhưng không trở nên mạnh mẽ, liền sẽ trở thành người khác thịt cá trên thớt gỗ, tương lai con đường còn rất xa xôi. Bất quá nếu là có cơ hội, các ngươi có thể đi Đấu Đế Đại Lục nhìn một cái các ngươi Thải Lân mẫu thân, nàng rất là tưởng niệm các ngươi. Tiêu Viêm đứng chắp tay, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đều nghiêm túc gật đầu, đôi mắt bên trong đều tản ra tuổi trẻ nhiệt huyết. Nhìn xem cường đại phụ thân, cũng là đem bọn hắn đấu trí hoàn toàn kích thích, một loại mạnh lên tín niệm tại trong lòng hai người dấy lên. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, nhìn xem phiến đại lục này, trong lòng chính là dứt khoát quyết định. Vô luận là Đấu Khí Đại Lục vẫn là Đấu Đế Đại Lục, hắn đều muốn bảo vệ. Khoảng cách vạn giới tranh bá thi đấu còn có 1000 năm, coi như thời gian ngược lại là còn có chút gấp gáp. Tại Đấu Khí Đại Lục đã chậm trễ một chút thời gian, còn có quá nhiều lưu luyến địa phương, lưu luyến người. Tiêu Viêm không tiếp tục đi tìm, hắn sợ hãi, không cách nào khống chế chính mình nội tâm tình cảm. Khiêu Chiến mấy người cũng là du ngoạn trở về, đối với Đấu Khí Đại Lục là không khỏi tán dương. Tiêu thiếu, cái này Đấu Khí Đại Lục núi hảo thủy người tốt cũng không tệ, ngược lại là cái thích hợp dưỡng lão địa phương. Chuyến này, mọi người tại giải sầu về sau, tâm tình đều cũng không tệ lắm, Thanh Mộc Nhi cũng là hi hi cười cười kể cận Tiêu Viêm. Chính sự chưa đi, Tiêu Viêm dò hỏi, Khiêu Chiến vỗ vỗ ngực, chính là lấy ra một tấm bản đồ. Phía trên đem Đấu Khí Đại Lục mới tăng mấy cái đại lục đều tiêu nhớ rõ ràng. Thậm chí những này đại lục ở bên trên chủ yếu thế lực đều có đánh dấu, ngược lại là đem toàn bộ đại lục tìm hiểu cái rõ ràng. Tiêu Viêm tiếp nhận địa đồ, điều tra, ngược lại để Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc. Đấu Khí Đại Lục diện tích dĩ nhiên tăng gấp bội đến trình độ như vậy, diện tích lớn nhỏ không kém cỏi chút nào cùng Đấu Đế Đại Lục. Thậm chí còn so Đấu Đế Đại Lục diện tích còn có rộng lớn. Xem ra phiến đại lục này tại cực kỳ lâu trước kia phát sinh qua một chút không muốn người biết sự tình, rộng lớn như vậy diện tích. Đúng là bị phong ấn chia cắt, bây giờ mới lấy tái hiện, nói rõ tại trước đây thật lâu Đấu Khí Đại Lục hẳn là phát sinh qua một chút đại sự. Dẫn đến Đấu Khí Đại Lục cuối cùng chỉ còn lại có một khối đại lục, bất quá nghĩ đến, những bí mật này hôm nay đã sớm hóa thành bụi bặm, không người biết được. Tiêu Viêm nhìn xem Khiếu Chiến vẽ chế ra Đấu Khí Đại Lục, không khỏi sợ hãi than nói: "Tiêu thiếu, ta còn phát hiện một ít chuyện, trừ phiến đại lục này bên ngoài cái khác mấy khối đại lục đều có phát sinh qua đại quy mô chiến đấu vết tích, mấy cái đại lục người đều phi thường đề phòng." Khiêu Chiến nhìn xem Tiêu Viêm suy tư, chính là nói cho Tiêu Viêm một chút. Thật làm cho người có chút hiếu kỳ, mảnh này giới không tại thật lâu trước đó có phồn hoa dường nào, rộng lớn như vậy diện tích. Chỉ sợ sẽ không so Đấu Đế Đại Lục chênh lệch đi, ai, chỉ là không có cơ hội đi thăm dò. Tiêu Viêm thở dài một hơi, ngược lại là có chút hiếu kỳ Đấu Khí Đại Lục đã từng phát sinh cố sự. Bất quá Tiêu Viêm đã chuẩn bị muốn rời khỏi Đấu Khí Đại Lục động thân tiến về tham gia vạn giới tranh bá thi đấu Hồng Mông Chi Tinh. Mọi người trở về, Nam Nhĩ Minh cùng Tiểu Y Tiên cũng là chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người thấy Tiểu Y Tiên ngược lại là khẽ giật mình, lại liếc mắt nhìn Nam Nhĩ Minh, sắc mặt đều là có chút cổ quái. Tiểu Y Tiên nhìn xem Thanh Mộc Nhi kéo Tiêu Viêm, biểu lộ cứng đờ. Tiểu Y Tiên biết được Tiêu Viêm có Huân Nhi cùng Thải Lân, lại là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Thanh Mộc Nhi. Bất quá Tiểu Y Tiên lập tức liền hòa hoãn cười một tiếng, đem tình cảm ẩn trốn đi. Tiêu Viêm thì là tiến lên một bước, đem Tiểu Y Tiên kéo đi qua, đối với mọi người giới thiệu nói: "Đây là ta tại Đấu Khí Đại Lục bằng hữu, gọi Nhĩ Minh đến chỉ đạo một chút nàng, sở dĩ mọi người không nên hiểu lầm." Mọi người ánh mắt hoài nghi mới từ Nam Nhĩ Minh trên thân rời, ánh mắt thì là hiếu kỳ đánh giá Tiểu Y Tiên. Thanh Mộc Nhi thì là rất hào phóng hướng về phía trước, đưa bàn tay ra, lễ phép cùng Tiểu Y Tiên nắm tay. "Ngươi tốt, ta gọi Thanh Mộc Nhi, là Tiêu Viêm thê tử." Thanh Mộc Nhi mỉm cười nói. Tiểu Y Tiên nghe vậy, biểu lộ có chút cứng đờ, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, chợt liền cũng là hòa hoãn mỉm cười xòe bàn tay ra, cùng Thanh Mộc Nhi nắm tay. Đột phá đến Đấu Đế rồi. Tiêu Viêm nhìn xem Tiểu Y Tiên, chính là cảm nhận được Tiểu Y Tiên thân bên trên phát ra khí thế. Chính là kinh dị nói. Tiểu Y Tiên gật gật đầu, chỉ bất quá nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt có chút né tránh. Tiểu Dung cũng là có chút miễn cưỡng, Tiểu Y Tiên giờ phút này cảm thấy mình là nhiều như vậy dư. Thanh Mộc Nhi xuất hiện, hiển nhiên để Tiểu Y Tiên có chút xấu hổ, Tiêu Viêm tự nhiên cũng nhìn ra Tiểu Y Tiên nhỏ cảm xúc. "Tốt, các vị đi làm việc đi, tại qua một đoạn thời gian, liền muốn xuất phát rời đi nơi này." Tiêu Viêm lập tức liền đem tất cả mọi người đẩy ra, đối với Thanh Mộc Nhi làm cái nháy mắt. Thanh Mộc Nhi căn bản không ngại, trực tiếp nhảy nhảy nhót nhót kéo Thiên Ngưng đi hướng Vô Úy Phương Chu. Hai người thế nhưng là tại Đấu Khí Đại Lục thu hoạch được không ít nguyên liệu nấu ăn cùng đồ tốt, hứng thú chính nồng. Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên sóng vai chậm rãi bay ra Tiêu tộc, trên đường đi hai người đều là trầm mặc không nói. Tiêu Viêm chẳng biết như thế nào cùng Tiểu Y Tiên giải thích chính mình bây giờ có 6 cái thê tử. Tiêu Viêm cũng không cho rằng Tiểu Y Tiên có thể tiếp nhận hắn có 6 cái thê tử sự thật. "Liền đưa đến nơi đây đi." Tiểu Y Tiên nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Tiêu Viêm mỉm cười, "Còn có, đa tạ trợ giúp của ngươi." Nói xong Tiểu Y Tiên chính là muốn bay đi, lại là bị Tiêu Viêm kéo lại, bị Tiêu Viêm cầm tay, khiến Tiểu Y Tiên thân thể cứng đờ, có chút phát run. Vẫn là quyết định đi một mình sao? Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng hỏi. Tiểu Y Tiên biểu tình ngưng trọng, trên mặt hiện ra có chút nụ cười khổ sở. Ta nghĩ ngươi cũng không cần ta đi. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng mở miệng, sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Tiêu Viêm. Lúc này Tiểu Y Tiên đôi mắt đã là hiện đầy nước mắt, nước mắt bất tranh khí giọt rơi xuống. Thật xin lỗi. Tiêu Viêm nhìn xem Tiểu Y Tiên trên mặt chậm rãi trượt xuống nước mắt, đưa tay nhẹ nhàng đem nước mắt xóa đi, ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiểu Y Tiên. Ta biết dạng này rất không công bằng, thế nhưng là ta không có lựa chọn nào khác. Tiêu Viêm cũng là có chút động dung. Tiểu Y Tiên tại cũng khống chế không nổi nội tâm tình cảm, giờ khắc này, nàng lần nữa cảm thấy mình bị vứt bỏ, cũng cảm thấy ủy khuất, tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này khóc là như vậy lê hoa đái vũ. Tiêu Viêm đem Tiểu Y Tiên ôm vào trong ngực, khóc giống như đứa bé Tiểu Y Tiên. Tiêu Viêm không có mở miệng nói qua nhiều lời an ủi, có lẽ cái này ôm là tốt nhất an ủi. Hồi lâu sau, Tiểu Y Tiên cảm xúc mới chậm rãi bình tĩnh lại, từ Tiêu Viêm trong ngực tránh thoát, xóa đi nước mắt trên mặt, đối với sự thất thố của mình có chút xấu hổ. Tiêu Viêm, ta có thể cuối cùng hỏi ngươi một chuyện không? Tiểu Y Tiên thấp trán, thấp giọng mở miệng dò hỏi. Tiêu Viêm nhìn xem Tiểu Y Tiên, khẽ gật đầu, hắn đã không có gì tốt giải thích, Tiểu Y Tiên chỉ sợ biết đến càng nhiều sẽ càng khổ sở hơn. Ngươi đã từng thích qua ta sao? Tiểu Y Tiên biết vấn đề này rất ngây thơ, nhưng nàng lại không nhịn được muốn biết đáp án của vấn đề này. Tiêu Viêm đối mặt Tiểu Y Tiên chất vấn, Tiêu Viêm trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ta, Tiêu Viêm muốn mở miệng, lời nói đến bên môi, nhưng thủy chung đều không thể nói ra miệng. Tiêu Viêm vừa muốn mở miệng, Tiểu Y Tiên lại là đem ngón tay đặt ở Tiêu Viêm bên môi, trên mặt nổi lên nụ cười ngọt ngào. Ta đã biết, không cần nói, có lẽ là ta không tốt, cũng có lẽ là chúng ta đều không có chuẩn bị kỹ càng. Không cần lại đến tìm ta, ta cần một người yên lặng một chút. Tiểu Y Tiên nói xong, chính là bước ra rời đi. Nhìn xem Tiểu Y Tiên bóng lưng rời đi, Tiêu Viêm trong mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng hắn không có tại đuổi theo Tiểu Y Tiên, mà là lẳng lặng nhìn Tiểu Y Tiên bóng lưng chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt. Cho đến Tiểu Y Tiên hoàn toàn rời đi về sau, Tiêu Viêm đứng lặng ngay tại chỗ thật lâu. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đem tất cả cay đắng cùng tình cảm đều chôn ở nội tâm chỗ sâu nhất. Hồi lâu sau, Khiêu Chiến mới chậm rãi đến đây, huyền lập tại Tiêu Viêm bên người, nhìn xem Tiêu Viêm chỗ nhìn phương hướng. Nhìn thấy Tiêu Viêm không nói, chính là chậm rãi mở miệng hỏi thăm, "Tiêu thiếu, chúng ta khi nào xuất phát?" Tiêu Viêm thở dài một hơi, đôi mắt chậm rãi đóng mở, trong mắt đen nhánh, bình tĩnh như giếng sâu, chậm rãi xoay người, nhìn thoáng qua Khiếu Chiến, nói ra, "Hiện tại." Rừng sắt ở Tiêu tộc phía sau núi Vô Úy Phương Chu chậm rãi dâng lên. Tiêu Viêm chẳng biết chính mình chuyến này trở về, đối với mình đến nói là tốt là xấu, quá nhiều tình cảm gặp nhau, khiến Tiêu Viêm tâm cảnh xuất hiện một chút biến hóa, mà những biến hóa này, Tiêu Viêm lại càng không biết hiểu là tốt là xấu. Nhưng Tiêu Viêm biết được, lại tại Đấu Khí Đại Lục dừng lại cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Tiêu Viêm quyết định muốn rời đi, không tại tiếp tục lưu lại xuống dưới. Trước khi rời đi, trong mi tâm thiên hỏa hiện, Tiêu Viêm trong nháy mắt. Thiên hỏa chia làm mấy chục đạo, phân tán tại Đấu Khí Đại Lục bốn phía, đây là Tiêu Viêm cho Đấu Khí Đại Lục tạo hóa. Mỗi một đạo phân tán thiên hỏa, liền như là năm đó Đấu Khí Đại Lục dị hỏa. Nhưng Tiêu Viêm thiên hỏa, so với năm đó dị hỏa đem càng thêm cường đại. Có thể lấy được bọn chúng người, đem sẽ trở thành phiến đại lục này kiêu tử. Những này thiên hỏa có lẽ lắng động tại trong núi lửa, có lẽ tiến vào sa mạc dưới đáy, hay là cô đơn tại đáy biển. Tiêu tộc phía trên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, Tiêu Chiến cùng Tiêu Huyền, cùng Tiêu Viêm hai đứa bé, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm. Phụ thân, tiên tổ, Đấu Khí Đại Lục liền phó thác cho các ngươi. Tiêu Viêm đối với Tiêu Chiến cùng Tiêu Huyền chắp tay ôm quyền. Yên tâm đi, Viêm Nhi, Vô Úy học viện ta sẽ hảo hảo quản lý. Tiêu Chiến vỗ ngực một cái nói. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, chờ tay áo vung lên, xuất hiện một viên nạp giới. Giao cho Tiêu Chiến trong tay, những này bên trong đều là Tiêu Viêm đã không có dùng đồ vật, một chút đã từng công pháp, cùng đan phương. Đối với Tiêu Viêm đến nói, những vật này đã không có tác dụng gì, nhưng là đối với cái này Đấu Khí Đại Lục đến nói, đó chính là đỉnh tiêm giống như bảo vật. Tiểu tử ngươi, mình ngược lại là cho ta cẩn thận một chút, đừng như vậy mơ tưởng xa vời, nếu là ngươi mệt mỏi, liền về nhà đến. Nơi này mãi mãi cũng là nhà của ngươi. Tiêu Huyền đứng chắp tay, phóng khoáng mà cười cười. Tiêu Viêm cũng là cười gật gật đầu. Cha, yên tâm đi, ta sẽ đi Đấu Đế Đại Lục thăm hỏi Thái Lân nương thân. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đều là gật đầu nói, phụ mẫu không ở phía sau bên cạnh bọn hắn sớm thành thói quen. Huống chi, bây giờ hai người cũng là dài thành đại nhân, cũng không cần Tiêu Viêm thời thời khắc khắc thăm hỏi. Lại thêm Thanh Chỉ đem thu làm đồ, tương lai tiền đồ cũng là không thể đo lường. Tiêu Viêm cũng là cười gật gật đầu, hắn không có cho Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai quá nhiều người tạo hóa. Cũng không phải là Tiêu Viêm tự tư, mà là Tiêu Viêm hy vọng tại hắn hai đứa bé trên thân đều có đặc sắc, mà không phải sống ở cái bóng của hắn hạ. Tiểu Viêm tử, chính ngươi nhiều hơn bảo trọng. Tiêu Viêm đại ca, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ không có quá nhiều phiến tình lời nói. Bọn hắn rất rõ ràng chính mình bây giờ tam đệ đã là một cái bất phàm nhân vật. Đa tạ, đại ca nhị ca, chiếu cố tốt cha, bảo trọng. Tiêu Viêm cùng Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ chăm chú ôm nhau. Đối với từ nhỏ đối với mình bảo vệ có thừa hai vị ca ca, Tiêu Viêm phi thường cảm kích bọn hắn, người nhà cho ấm áp là bất luận cái gì tình cảm đều không thể thay thế. Không nói nhiều, các vị, bảo trọng. Tiêu Viêm đối với mọi người liền ôm quyền, chính là bước ra tiến vào Vô Úy Phương Chu. Còn tiếp tục như vậy, Tiêu Viêm sẽ thật không bỏ rời đi nơi này, dù sao nơi này là Tiêu Viêm nhà, an nhàn cảm giác luôn luôn để người rất lưu luyến. Vô Úy Phương Chu chậm rãi lên không, cho đến không trung, tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên. Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên cũng không khỏi được cảm thán, bọn hắn còn ở lại chỗ này cái giới không dậm chân tại chỗ thời điểm Tiêu Viêm đã bắt đầu xuyên qua cùng từng cái cấp bậc cao hơn giới không đi truy tầm lực lượng mạnh hơn. Cũng không biết hiểu, tu luyện như thế khô khan sự tình, tiểu tử này là như thế nào kiên trì lâu như vậy. Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên liếc nhau một cái, lần lượt cười khổ nói, bọn hắn ngược lại cũng không có bị Tiêu Viêm chỗ khích lệ. Ngược lại vẫn là càng thêm hưởng thụ hiện tại an nhàn sinh hoạt, nhìn xem bọn tiểu bối trưởng thành, cũng là một loại niềm vui thú. Ha ha, hai chúng ta không sai biệt lắm được, chờ kia tiểu tử đi xong, bất quá cái kia trà, thật đúng là hương. Không có ý tốt mở miệng hướng kia tiểu tử tìm một điểm, đáng tiếc. Một đạo nặng nề thanh âm xé gió vang vọng, Vô Úy Phương Chu hóa thành một sợi khói xanh chính là biến mất tại đấu khí đại lục trên bầu trời. Tiêu Viêm rời đi đấu khí đại lục, nhưng là lần này Tiêu Viêm trở về, lại là cho đấu khí đại lục mọi người lại lần nữa mang đến phấn đấu phương hướng cùng hy vọng. Mà Vô Úy học viện tu kiến cũng là tốc độ cực nhanh, chiêu mộ học viên cũng là thuận lợi triển khai, mấy cái gia tộc cũng đầu nhập tiến học viện kiến thiết bên trong. Đấu khí đại lục cùng đấu đế đại lục bây giờ cũng là thuận lợi tiến vào nhanh chóng phát triển bên trong. Chỉ ít hiện tại xem ra, hai cái giới không tương lai đều tất sẽ không bình thường. Hoa Tông, Thanh Sơn Trấn. Một tịch áo xanh, một tịch áo trắng, ngẩng trán, hai tấm tuyệt mỹ dung nhan tại thời khắc này phảng phất ngưng kết. Trên bầu trời vang vọng thanh âm, phảng phất các nàng cũng cảm nhận được viên kia tâm, cũng tại lúc này thật rời đi. Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên, cơ hồ là đồng thời, trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Tại thời khắc này, hai người cũng đem phần này tình cảm chân chính giấu ở đáy lòng, có lẽ tuế nguyệt sẽ để cho phần này đau lòng chậm rãi tan biến. Chí ít, chúng ta từng có được qua, cái kia là đủ rồi. Vô Úy Phương Chu phía trên, Tiêu Viêm đứng lặng tại Phương Chu phía trước nhất, ánh mắt nhìn chăm chú lên phiến đại lục này. Phương Chu bên trong, thỉnh thoảng truyền đến khiếu chiến đám người hoan thanh tiếu ngữ, duy chỉ có Tiêu Viêm, giờ phút này có vẻ hơi không hợp nhau thương cảm. Chủ nhân, chúng ta hiện tại tiến về nơi nào? Vô Úy Phương Chu thuyền linh Hồng Nhi chậm rãi mở miệng dò hỏi Tiêu Viêm. Vẫn đứng sững sờ Tiêu Viêm, cái này mới hồi phục tinh thần lại, đem tinh hải đồ từ trong nạp giới đem ra. Xuất phát tiến về Thiên Tinh Thành, Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng, muốn đi trước Hồng Mông Chi Tinh. Nhất định phải tiến về Thiên Tinh Thành tinh hải lỗ sâu, mới nhưng tại vạn giới tranh bá thi đấu trước khi bắt đầu đuổi tới. Phân tích đường đi, tính toán thời gian. Chủ nhân, đấu khí đại lục khoảng cách Thiên Tinh Thành nếu là dùng bay nhanh cần phải hao phí 200 năm. Nếu là dùng tinh trì thì chỉ cần 60 năm liền có thể đến, xin hỏi chủ nhân áp dụng bay nhanh vẫn là tinh trì? Hồng Nhi mở miệng dò hỏi Tiêu Viêm. Vô Úy Phương Chu tốc độ phi hành có 3 loại, bay nhanh, tinh trì, trồng không. Hồng Nhi, bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể trèo chống tinh trì sao? Cái này 200 năm cùng 60 năm, chênh lệch thì là có chút lớn. Thời gian tuy nói cũng không gấp gáp, nhưng là tránh trên đường có cái gì ngoài ý muốn, vẫn là sớm đi đến Hồng Mông Chi Tinh tốt. Bây giờ chủ nhân một sao đầu tiên, không cách nào trèo chống thứ hai tốc độ tinh trì. Hồng Nhi thanh âm lại lần nữa vang lên, Tiêu Viêm cười khổ, mình thực lực lại vẫn không cách nào trèo chống tinh trì. Vậy nếu như dùng tiên nguyên khí đan đâu? Đã chính mình tiên nguyên khí không cách nào thôi động tinh trì. Trong tay Tiêu Viêm có Tiêu Vô Thiên cho hắn 100 vạn tiên nguyên khí đan. Khởi động tinh trì cần 10 vạn mai tiên nguyên khí đan. Hồng Nhi nói xong Tiêu Viêm một trận thịt đau, chợt phất tay liền lấy ra 10 vạn mai tiên nguyên khí đan. Tiên nguyên khí đan bên trong nồng đậm tiên nguyên khí chính là tràn vào tiến Vô Úy Phương Chu bên trong. Phương Chu một trận rất nhỏ run run, Vô Úy Phương Chu bên ngoài vòng phòng hộ chậm rãi mở ra. Có thể cảm giác được rõ ràng, Phương Chu bên trong một cỗ cường đại lực lượng chính đang nhanh chóng ấp ủ. Đấu khí đại lục trên không gian vỡ ra một cái vết nứt, hư vô kình phong ầm ầm mà đến. Vô Úy Phương Chu có chút dừng lại một chút, chính là ầm vang một tiếng, chui vào đen kịt một màu vết nứt bên trong. Hư vô là vô biên hắc ám, mà giới không thì là tại cái này mảnh hắc ám bên trong ngạnh sinh sinh gạt ra không gian. Trong hư vô không có mật độ, không có năng lượng, cái gì đều không có, đây cũng là hư không chỗ kinh khủng. Vô Úy Phương Chu tiến vào trong hư vô, bất quá muốn đi vào đến hư vô hải bên trong, mới có thể du tẩu tại tất cả giới không phía trên, dạng này mới là tại chính thức tiến lên, hư vô cùng hư vô hải. Còn như nước biển cùng hải dương là đồng dạng chất môi giới, nhưng là bởi vì có hư vô mới có hư vô hải, cũng như có nước biển mới có đại dương mênh mông. Hư vô hắc ám, giống như bị một chương quái vật miệng lớn thôn phệ, bóng tối bao trùm, đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám. Tiêu Viêm cũng như thường ngày, dùng thiên hỏa chiếu sáng mảnh này phương chu. Tại hắc ám trong hư vô, thiên hỏa quang mang giống như trong bóng đen đom đóm, lung lay rắt rắt, tựa như lúc nào cũng sẽ bị hắc ám nuốt mất. Nhưng vào lúc này, thân thuyền bỗng nhiên chấn động, tựa như đụng phải thứ gì. Nhất thời làm thuyền bên trong tất cả mọi người giật mình, Tiêu Viêm thân hình chấn động, lập tức ổn định thân hình, nguyên bản còn buông lỏng mọi người lập tức cảnh giác lên. Tiêu thiếu, chúng ta đụng vào thứ gì sao? Khiêu Chiến lập tức kinh đến, Tiêu Viêm thì là làm một thủ thế, để mọi người không nên kinh hoàng. Hồng Nhi, xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm hỏi thăm đến thuyền linh. Chủ nhân, bốn phía có khí tức tiếp cận, chúng ta lập tức đến hư vô hải, hẳn là có thể đem bọn họ hất ra. Hồng Nhi nói, nháy mắt cũng có thể cảm nhận được, Vô Úy Phương Chu tốc độ lập tức bạo tăng. Vô Úy Phương Chu một trận rung động dữ dội, trước mắt giờ phút này không còn là một vùng tăm tối. Trước mắt xuất hiện cho sương mù trắng, mà Vô Úy Phương Chu cũng như chạy động tại một mảnh hải dương màu đen bên trong. Mà cho trắng sương mù thì là cùng phía dưới hư vô hải xuất hiện một loại chia cắt cảm giác. Tiến vào hư vô hải, bốn phía cũng trở nên yên tĩnh. Vô Úy Phương Chu hành xử tại hư vô hải bên trong, tốc độ rất nhanh. Nhưng là tại khổng lồ hư vô hải bên trong, Vô Úy Phương Chu cũng như một chiếc thuyền nhỏ, chậm rãi trượt. Bốn phía che kín cho sương mù trắng, không có cụ thể vật tham chiếu, đặt mình vào cùng nó bên trong. Liền như là tại nguyên chỗ, không cảm giác được tiến lên cùng tốc độ. Không sao chứ, Tiêu thiếu. Tất cả mọi người vẫn là cảnh giác nhìn xem bốn phía, rời đi rời không, tiến vào hư vô hải bên trong. Ngược lại là khiến tất cả mọi người tò mò nhìn quanh mình xuất hiện tràng cảnh. Tạm thời không có chuyện làm, Tiêu Viêm cũng là dùng linh hồn chi lực thăm dò, chỉ bất quá Tiêu Viêm chợt phát hiện, chính mình thánh cảnh linh hồn chi lực càng không có cách nào tại hư vô hải bên trong lan tràn. Nhiều lắm là biết được Vô Úy Phương Chu bốn phía hơn 10 trượng khí tức. Đây chính là hư vô hải sao? Tất cả mọi người hết sức ngạc nhiên, trèo tại thuyền xuôi theo, nhìn xem đáy thuyền. Bởi vì cho sương mù trắng nguyên nhân, ánh mắt 10 phần có hạn, bất quá thú vị cũng không phải là chung quanh, mà là hư vô hải phía dưới, có thể loáng thoáng nhìn thấy một vài thứ. Hư vô hải phía dưới lại có ánh sáng cầu. Từ trên thuyền xem tiếp đi, từng cái to lớn quang cầu, 10 phần mỹ lệ, có hiện ra 5 màu chi sắc, có bảy biện ra đỏ lam chi sắc. Những này quang cầu, hẳn là chính là cái khác rồi không? Long Thế Thiên cũng là mắt lộ ra vẻ suy tư. Có đúng không? Ta đến xem. Mọi người cũng đều là vây đến thuyền xuôi theo đi thăm dò quan sát, quang cầu có lớn có nhỏ, có sáng có tối, rất là kỳ lạ. Phóng tầm mắt nhìn tới, hư vô hải phía dưới quang cầu hàng ngàn hàng vạn, mật bố toàn bộ hư vô hải phía dưới. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm cũng không nhịn được thăm dò đi quan sát, Tiêu Viêm vừa mới tìm tòi đầu, chính là giật mình, tựa hồ cảm nhận được cái gì, lập tức quát. Cẩn thận! Lời nói vừa mới nói xong, toàn bộ Vô Úy Phương Chu chính là nhận lấy mãnh liệt va chạm. Toàn bộ Phương Chu bị đụng nghiêm trọng nghiêng, gần như muốn xoay chuyển. Tiêu thiếu, Vô Úy Phương Chu dưới có đồ vật. Khiêu Chiến lập tức la lên, cúi đầu chính là có thể trông thấy Phương Chu phía dưới số đạo bóng đen hiện lên. Vô Úy Phương Chu bây giờ chính là tinh trì cấp bậc tốc độ, mà phía dưới bóng đen không chỉ có thể theo kịp loại này tốc độ, mà lại tốc độ thậm chí so Vô Úy Phương Chu đều càng nhanh, tại Phương Chu phía dưới tùy ý xuyên loạn. Hồng Nhi, trước dừng lại. Tiêu Viêm lập tức khiến thuyền linh Hồng Nhi đem Vô Úy Phương Chu dừng lại. Chợt Vô Úy Phương Chu chậm rãi ngưng lại, giờ phút này càng là rõ ràng trông thấy Vô Úy Phương Chu phía dưới, bóng đen lấp lóe. Tiêu Viêm chính là lơ lửng đứng dậy, chính là muốn đi ra ngoài tìm tòi hư thực, tiếp tục như thế, Vô Úy Phương Chu sớm muộn sẽ bị cái này hư vô hải phía dưới đồ chơi đụng đổ. Trong mi tâm mấy đạo linh ấn lơ lửng mà ra, trên người Tiêu Viêm ngưng tụ thành linh khải. Chợt Tiêu Viêm chính là lập tức xông ra vòng phòng hộ bên ngoài, bất quá vừa rời đi Vô Úy Phương Chu vòng phòng hộ, Tiêu Viêm trong lòng liền quát to một tiếng gặp. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế, như là Vô Úy Phương Chu phía dưới hai đạo bóng đen. Lập tức liền hướng phía Tiêu Viêm vọt mạnh mà đến, hư vô hải cũng không phải là không gian, chính là hư vô. Bất kỳ cái gì năng lượng đều là vô dụng, đừng nói công kích, ngay cả phi hành đều không thể làm được, Tiêu Viêm thân hình bắt đầu cấp tốc hướng rơi xuống. Hồng Nhi, Chiến Long Hạm. Tiêu Viêm lập tức giật mình, chính là la lên, Vô Úy Phương Chu phía trên, giao long hào lập tức bay ra. Đem Tiêu Viêm tiếp được, Chiến Long Hạm tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng là bóng đen tốc độ hiển nhiên càng nhanh một bậc, một cái liền đem Chiến Long Hạm cắn, tiến vào Chiến Long Hạm Tiêu Viêm. Nói thầm một tiếng không tốt, tại cái này hư vô hải bên trong, đấu khí hoàn toàn không có tác dụng, căn bản là không có cách xuất thủ công kích. Chiến Long Hạm bị bóng đen cắn, chính là dừng lại điên cuồng vung, đem Chiến Long Hạm bên trong Tiêu Viêm vung chính là đầu óc choáng váng. Chiến Long Hạm là Vô Úy Phương Chu số 3 hạm một trong, cũng là duy nhất có được lực công kích chiến hạm. Chỉ thấy mấy cái quang đoàn chính là xuất vào bóng đen trong miệng, chính là nổ tung lên bóng đen bị đau. Lập tức buông lỏng ra Chiến Long Hạm, Chiến Long Hạm khôi phục tự do, Tiêu Viêm đứng tại khoang tàu bên cạnh thủ ấn không ngừng biến ảo. Đã không cách nào ở trong hư vô phi hành, chính là có thể dựa vào Chiến Long Hạm mượn đòn công kích này. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm chính là ném ra mấy đạo thiên hỏa hỏa liên, Tiểu Y cũng là treo tại Tiêu Viêm một bên. Điên cuồng ném lửa cháy sen, ánh lửa ở trong hư vô nổ tung lên, năng lượng dư ba vẫn chưa khuếch tán, mà là lóe lên liền biến mất, năng lượng phảng phất nháy mắt bị hư vô thôn phệ hết. Những bóng đen này khí tức cũng không mạnh, nhưng ở trong hư vô không cách nào thi triển đấu kỹ, ngược lại là có chút đau đầu. Tiêu Viêm nhướng mày, hiển nhiên Hỏa Liên phương thức công kích cuối cùng đều là thất bại. Bất quá Tiêu Viêm lập tức phát hiện một điểm, trừ cùng Tiêu Viêm dây dưa một cái bóng đen, cái khác số đạo bóng đen đều đang hướng phía Vô Úy Phương Chu tiến hành công kích. Chỉ bất quá, những bóng đen này trừ có thể dung chuyển Vô Úy Phương Chu bên ngoài, cũng không thể công phá Vô Úy Phương Chu. Sở dĩ trên Vô Úy Phương Chu là an toàn, những bóng đen này lực công kích cũng không mạnh, bất quá bị dạng này một mực quấy rối hạ đi cũng không được biện pháp. Càng làm Tiêu Viêm sợ hãi chính là có đầu tiên cấp bậc bóng đen xuất hiện, vậy liền không dễ làm. Mặc dù Vô Úy Phương Chu lực phòng ngự rất tốt, nhưng ở trong hư vô, tiến công bị ngăn trở, dẫn tới càng mạnh đối thủ liền vô cùng khó có thể đối phó. Bị Chiến Long Hạm công kích bóng đen, rõ ràng thụ thương, uể oải lấy không đang đuổi Chiến Long Hạm, mà là xa xa, có vẻ hơi sợ hãi. Tiêu Viêm thấy thế, chính là lập tức lại khống chế Giao Long Hào bắt đầu công kích. Những này không ngừng đánh thẳng vào Vô Úy Phương Chu bóng đen, rất nhanh, những bóng đen này đều bị đánh chạy. Tiêu Viêm giờ khắc này ở hư vô phía dưới, nhìn xem Vô Úy Phương Chu. Lập tức mới phát hiện Vô Úy Phương Chu bên trên ánh lửa, lại cái này hắc ám bên trong như thế đột ngột. Tiêu Viêm lập tức hiểu ra những bóng đen này rất có thể chính là bị ánh lửa dẫn tới. Bốn phía bóng đen bị khu trục, Tiêu Viêm cũng là cấp tốc về tới Vô Úy Phương Chu phía trên. Lập tức đem chiếu sáng Phương Chu thiên hỏa cho dập tắt, toàn bộ Phương Chu lập tức biến thành một vùng tăm tối. Tiêu Viêm lại lần nữa cảm thụ Phương Chu phía dưới khí tức lúc liền phát hiện, những khí tức này chính là chậm rãi ly tán, tựa hồ bọn chúng có thể tìm được phương thức chính là tia sáng. Hô, không nghĩ tới trong hư vô này dĩ nhiên còn tồn tại sinh vật. Tiêu Viêm thở dài ra một hơi, tâm tình mọi người đều chưa lắng lại, không có tia sáng về sau, bốn phía lại lần nữa bị hắc ám thôn phệ. Tiêu Viêm lập tức gọi mọi người tiến vào Vô Úy Phương Chu bong tàu bên trong là có tia sáng. Bong tàu phía dưới, không gian rất lớn, cũng là đặc biệt chế tạo qua, cho người ta một loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Trong hồ cá có không ít loài cá, phát ra xanh biếc quang mang, những này loài cá có thể cam đoan nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Bất quá lúc này nhìn xem giống như dân tộc thủy quán, khiến người thoải mái dễ chịu. Tiêu thiếu, vừa mới đó là cái gì? Mọi người xuống tới chính là dò hỏi Tiêu Viêm. Vừa mới mọi người chỉ biết là có vật thể trắng lệ Phương Chu, nhưng tất cả mọi người không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Hẳn là hư vô hải bên trong một loại nào đó sinh vật, đối tia sáng cực kỳ mẫn cảm, còn tốt chính là thực lực của bọn nó cũng không mạnh, bất quá bị bọn chúng như thế đuổi theo, tất nhiên sẽ ảnh hưởng chúng ta tiến lên tốc độ. Tiêu Viêm ngồi xuống nghỉ ngơi, nghe nói cũng buông lỏng cảnh giác, đều nhao nhao thoải mái dễ chịu ngồi xuống. Có Tiêu Viêm tại, liền cho mọi người một loại không hiểu cảm giác an toàn. Cái kia Tiêu thiếu, đã bọn chúng thực lực nếu là không mạnh, ngươi vì sao không trực tiếp đưa chúng nó chém giết? Long Thế Thiên mở miệng dò hỏi, Tiêu Viêm cười khổ một cái. Trong hư vô này, đấu khí không hề có tác dụng, bất kỳ cái gì công kích sẽ bị hư vô nuốt chửng lấy, cho nên nói, cho dù thực lực lại thấp sinh vật, chúng ta đều không thể ở trong hư vô chém giết, trừ phi có thể tiến vào Vô Úy Phương Chu phạm vi bên trong. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, mọi người chính là có thể tưởng tượng Tiêu Viêm vừa mới xông sau khi ra ngoài đến cỡ nào nguy hiểm, không cách nào vận dụng đấu khí, tựa như cùng một phàm nhân, rất có thể sẽ bị lạc ở trong hư vô. Dĩ nhiên khủng bố như vậy, mọi người tất cả giật mình, biết rõ không cách nào sử dụng đấu khí chiến đấu. Vậy cơ hồ là không có cách nào chiến đấu, không khỏi vì Tiêu Viêm lau vệt mồ hôi, còn tốt không có việc gì. Không có việc gì, chúng ta tạm thời an toàn, trong hư vô này xem ra còn tiềm ẩn lấy không ít uy hiếp. Chúng ta vẫn là được chú ý nhiều hơn một chút, dù sao chiến đấu nhận lấy hạn chế, có thể tránh được chiến đấu liền tận lực tránh. Tiêu Viêm nhắm mắt ngưng thần nói, vừa mới nói xong, mùi thơm mê người chính là xông vào mũi, khiến Tiêu Viêm lông mày nhướng lên, nguyên lai trong lúc này, Thiên Ngưng cùng Thanh Mộc Nhi vẫn đang làm mỹ thực. Thiên Ngưng, thơm quá a, ngươi tại làm món gì ăn ngon? Khiêu Chiến tự nhiên chính là hưng phấn nhảy dựng lên, nguyên bản định tu luyện Tiêu Viêm cũng là mở ra hai mắt. Ha ha, lại nói, Hạ Tăng Huy cùng Long Thế Thiên đến, chúng ta còn không có hảo hoan nghênh hai vị. Hôm nay mọi người liền vui vẻ cuồng hoan một trận. Tiêu Viêm vỗ tay một cái, chính là nói mọi người là ăn nhịp với nhau. Chặt chẽ tu luyện liền để mọi người không thở nổi, đơn giản như vậy buông lỏng là phi thường hữu dụng. Lại nói Khiêu Chiến, các ngươi có thể từng khi dễ qua Hạ Tăng Huy cùng Thế Thiên huynh. Tiêu Viêm phít mắt nhìn xem Khiêu Chiến nghe vậy vội vàng lắc đầu. Tiêu thiếu nói gì vậy, chúng ta chung đụng có thể hòa thuận. Khiêu Chiến ho khan hai lần, đối với Hạ Tăng Huy cùng Long Thế Thiên một trận nháy mắt ra hiệu. Thật sao? Tiêu Viêm hồ nghi nhìn về phía Hạ Tăng Huy cùng Long Thế Thiên, hai người cũng nháy mắt kịp phản ứng, lập tức gật gật đầu. Khiêu Chiến biến sắc, hai người lại nháy mắt vội vàng lắc đầu. Khiêu Chiến, hai vị này tính toán ra, thế nhưng là tiền bối của ta, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tiêu Viêm liếc một cái Khiêu Chiến lập tức cười hắc hắc, chính là nâng lên cốc rượu. Đối với Hạ Tăng Huy cùng Long Thế Thiên mời rượu, Hai người cũng là nhìn nhau cười một tiếng, nâng lên cốc rượu, ừng ực uống vào. Mà Hạ Tăng Huy liền có chút lúng túng, cũng chỉ là bắt hắn khô lâu miệng bày tỏ một chút mà thôi. Thừa dịp tụ hội, cũng nói một chút mọi người vấn đề tu luyện đi, chúng ta từ thấp đến cao tìm hiểu một chút đi. Tiêu Viêm nhìn xem mọi người nhẹ nói, trừ cá nhân hắn tu luyện, tiến bộ của mọi người cũng là vô cùng trọng yếu. Bởi vì đây là một đoàn đội, trong tương lai chiến đấu bên trong, đoàn đội cực kỳ trọng yếu. Sở dĩ hiện tại vấn đề trọng yếu nhất chính là muốn để tất cả mọi người chân chính trưởng thành. Hiện nay, Tiêu Viêm đoàn đội bên trong thực lực yếu nhất cũng là đạt đến 7 sao, Chân Ni cùng Tịnh Vô Trần hai người. Hai người càng nhiều hơn chính là quản lý Vô Úy Phương Chu bên trên sự vật, bất quá cũng là tại phi thường cố gắng tu luyện. Tại Vô Úy Phương Chu phía trên, nồng đậm đế chi nguyên khí, tốc độ tu luyện đã là tốc độ cực nhanh. Ni Nhi, Vô Trần, hai người các ngươi trong tu luyện có gặp được khó khăn gì sao? Có liền nói hết ra. Tiêu Viêm nhìn về phía hai người, dò hỏi. Hai người vấn đề đều vẫn tương đối đơn giản, hấp thu đế chi nguyên khí tốc độ chậm chạp chờ. Vấn đề này biện pháp giải quyết, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, bất quá cũng không phải là rất khó khăn. Tu luyện mục đích cuối cùng nhất là vận dụng đến chiến đấu bên trong, sở dĩ tu luyện gặp được bình cảnh. Thực chiến thì là giải quyết tu luyện bình cảnh biện pháp tốt nhất. Tiêu Viêm chậm rãi nói, biện pháp này đương nhiên không chỉ là hạn chế cùng 7 sao đấu đế. Tại từng cái thực lực, thực chiến đều là đột phá bình cảnh biện pháp tốt nhất. Vô Úy các bên trong, có thực chiến các ngươi có thể tương hỗ luận bàn, là tăng cường thực lực cùng giải lẫn nhau rất biện pháp tốt. Tiêu Viêm cười nói, Chân Ni cùng Tịnh Vô Trần khẽ gật đầu, chờ Tiêu Viêm ánh mắt thì là nhìn về phía khiêu chiến đám người. 8 sao thực lực có Phong Bạo, Thanh Mộc Nhi, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, trừ Nam Nhĩ Minh cùng khiêu chiến đạt đến 8 sao hậu kỳ. Cái khác bọn người vẫn là 8 sao sơ kỳ, dù sao tiến vào đến 8 sao về sau, tăng lên tốc độ liền phi thường chậm chạp, dứt khoát chính là có nồng đậm đế chi nguyên khí làm trèo trống, tốc độ tu luyện còn tốt, cũng không chậm. Nhĩ Minh có Long Lân Vương trợ giúp, nghĩ tới tu luyện bên trên sẽ không có vấn đề gì, vậy các người đâu? Tiêu Viêm lướt qua Nam Nhĩ Minh, dù sao Long Lân Vương so hắn nhưng là có kinh nghiệm nhiều. Khiêu chiến, Phong Bạo, Thanh Mộc Nhi cùng Tử Ảnh đều là đưa ra chính là liên quan tới 3 kỳ vật đặt câu hỏi. Tiêu Viêm tận lực cho mọi người một chút giải thích, bất quá cũng cần càng nhiều thực chiến mới có thể đi giải quyết một vài vấn đề. Tốt, Long Ý, Thế Thiên, hai người các ngươi thực lực đều đạt đến 9 sao, nghĩ đến các ngươi vấn đề lớn nhất hẳn là ngộ đạo. Tiêu Viêm nhìn về phía Long Ý cùng Long Thế Thiên, Long tộc ngộ đạo so nhân tộc muốn chỉ một chút, là muốn tại đột phá đầu tiên thời điểm mới tiến hành ngộ đạo. Kể từ đó, kỳ thật sẽ càng thêm khó khăn, đầu tiên cướp cùng ngộ đạo đồng thời tiến hành, tự nhiên là càng vì nhốt hơn khó. Long Ý vẫn là 9 sao sơ kỳ, bất quá Long Ý tốc độ tu luyện có thể nói là cực nhanh. Đạt được trúc cửu âm truyền thừa về sau, Long Ý tốc độ tu luyện có thể nói là càng ngày càng tăng. Khoảng cách 9 sao trung kỳ cũng là không xa, khủng bố tốc độ tu luyện cũng làm cho Tiêu Viêm hơi kinh ngạc. Long Thế Thiên đã ở vào 9 sao hậu kỳ rất lâu, tiến vào Vô Úy Phương Chu về sau, hấp thu so ngoại giới gấp trăm lần nồng đậm đế chi nguyên khí, khoảng cách 9 sao đỉnh phong chỉ là cách xa một bước. Long Thế Thiên trong tay cũng có một chút tiên nguyên khí đan, thể nội đế chi nguyên khí đã tại bắt đầu tấn thăng làm tiên nguyên khí. Chính là khoảng cách đầu tiên tiếp cận nhất một người, như thế nào ngộ đạo cũng là Long Thế Thiên một mực lo nghĩ sự tình. Bây giờ bị Tiêu Viêm nói ra, cũng là cười khổ gật gật đầu. Tiêu Viêm ánh mắt thì là quay đầu nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, tóc đen Nam Nhĩ Minh lập tức biến thành tóc đỏ, ánh mắt từ nhu hòa lập tức biến thành một loại hững hờ cùng ngạo kiều. Lại có cái gì phá sự? Long Lân Vương tức giận thanh âm nói ra. Tiêu Viêm ho khan hai lần. Tiền bối, chúng ta nơi này ngộ đạo vấn đề, chỉ sợ chỉ có ngài có thể giúp đỡ. Tiêu Viêm nhẹ khẽ cười nói. Long Lân Vương thì là lúc trước sớm đã cho Tiêu Viêm khen hạ cửa biển. Nhìn qua vô số ngộ đạo, mọi người nếu là muốn đột phá đấu tiên, ngộ đạo đều phải cần Long Lân Vương trợ giúp mới được. Ta có thể không giúp được, ta mới không có như vậy nhàn hạ thoải mái. Long Lân Vương hai tay ôm ở trước ngực, một mặt không gọt tiếp tục nói ra. Ta chỉ đáp ứng ngươi giúp gia hỏa này trưởng thành đến đầu tiên, đến mức những người khác ngộ đạo vấn đề, ta có thể không thể giúp. Tiền bối, Tiêu Viêm tiếp tục suy nghĩ khuyên một chút Long Lân Vương. Bất quá Long Lân Vương lập tức đánh gãy một chút, khoát tay chặn lại. Nam Nhĩ Minh tóc đỏ cấp tốc rút đi biến thành tóc đen. Thân thể trọng tân bị Nam Nhĩ Minh trưởng khống, Long Lân Vương biểu hiện hiển nhiên là nói cho Tiêu Viêm, không bàn nữa. Ha ha, tiền bối, ta vốn không muốn làm như vậy, ngươi cẩn thận điều tra một chút hồn phách của ngươi. Tựa hồ có thể cảm nhận được một viên hỏa chủng. Tiêu Viêm mỉm cười, chậm rãi nói, trầm ngâm sau một lát, Nam Nhĩ Minh lại lần nữa biến thành tóc đỏ, đôi mắt cũng thay đổi làm hình thoi, tản ra băng lãnh vô tình. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên tính toán ta. Long Lân Vương giận giận đùng đùng nhìn về phía Tiêu Viêm, đột nhiên đứng dậy, giận hung hăng nhìn xem Tiêu Viêm. Tiền bối, ngài trước bớt giận, có một số việc tốt dễ thương lượng không phải càng tốt sao? Tiêu Viêm làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, nơi này nếu là Long Lân Vương không ra tay giúp đỡ, Long Thế Thiên không có cách nào ngộ đạo, không cách nào ngộ đạo liền không cách nào tiến vào đầu tiên. Sở dĩ Tiêu Viêm mới ra hạ sách này, lúc trước giữ lại một tay cũng hoàn toàn là vì bảo hộ Nam Nhĩ Minh. Không có cách nào thương lượng, ta cho dù chết, ta cũng không sẽ hỗ trợ. Long Lân Vương hiển nhiên bị Tiêu Viêm cử động lần này chọc giận, Tiêu Viêm cũng đành phải cười khổ. Tiền bối, ta biết được ngươi cũng không phải là người vô tình vô nghĩa, ấn ký này lúc trước ta đều chỉ là vì bảo hộ huynh đệ của ta lưu lại dưới, cũng không phải là nhằm vào tiền bối, mà lại tiền bối cũng biết được, nếu vô pháp ngộ đạo liền không cách nào tiến vào đấu tiên, nhìn tiền bối thông cảm. Tiêu Viêm đối với Long Lân Vương có chút ôm quyền, vì mọi người, Tiêu Viêm cũng là cho Long Lân Vương cúi đầu, nói ra việc này. Một mặt là cho Long Lân Vương tạo áp lực, một phương diện cũng là Tiêu Viêm thực tại không có cách nào. Nhất định phải dạng này bức bách Long Lân Vương đồng ý. Đến đây thì cũng khép lại phần 6 tập 121 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.